Lịch sử tiểu đoàn 28 đặc công anh hùng 1967-1978. Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh tiểu đoàn 28 đặc công. Số 17. Tiểu đoàn giải thể lần thứ hai, chia làm hai bộ phận, làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, chiến đấu giúp bạn ở Campuchia. Giữa năm 1978, do nhiệm vụ quân đội lúc bấy giờ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quyết định giải thể Tiểu đoàn 20 đặc công để bổ sung một nửa quân số cho một số đơn vị ra làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Nửa số quân còn lại được điều động về một số đơn vị quân khu 7 làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và chiến đấu giúp bạn Campuchia. Tiểu đoàn 28 đặc công, tiểu đoàn 20 đặc công là phiên hiệu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù ở đâu cũng là con em của nhân dân Việt Nam anh hùng, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ở trên mặt trận nào, cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn vẫn luôn luôn đoàn kết, đùm bọc yêu thương. Trong chiến đấu đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, luôn có ý chí chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo. Biết vận dụng kỹ thuật của binh chủng vào chiến đấu với các hình thức đánh mật tập, tập kích, phục kích, diệt ác trừ gian trên khắp các chiến trường, rừng núi, đồng bằng, đô thị. Và khi làm nhiệm vụ chiến đấu giúp bạn ở Campuchia, các trận đánh cấp tiểu đoàn, cấp đại đội hay cấp phân đội, tổ chiến đấu đã ra đi là có kết quả tiêu diệt sinh lực và phương tiện của địch. Đồng thời, các nhiệm vụ khác trên giao đều hoàn thành tốt, xứng đáng là đơn vị binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, được dân tin, bạn mến, kẻ thù khiếp sợ. Tiểu đoàn 28 đặc công, sư đoàn 7 anh hùng. Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và chiến đấu giúp bạn ở Campuchia đã lùi về quá khứ. Tiểu đoàn 28 đặc công, sư đoàn 7, rồi mang phiên hiệu là tiểu đoàn 20 đặc công quân khu 7, đã chính thức được giải thể cách đây gần 40 năm. Tuy vậy, nhưng một số đồng chí vẫn còn công tác trong quân đội, sau này trưởng thành, là cán bộ trung cao cấp, nhiều đồng chí là cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, tỉnh đội trưởng, có đồng chí là chỉ huy quân đoàn, quân khu, mang hàm cấp tướng trong quân đội. Theo thời gian, lần lượt trở về với cuộc sống đời thường ở mọi miền Tổ quốc, nhưng trong lòng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 28 năm xưa, mãi mãi không bao giờ quên những năm tháng cùng toàn quân và dân ta lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp bạn ở Campuchia. Binh chủng đặc công của Quân đội Nhân dân Việt Nam sinh ra sau ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 23 năm. Được thành lập vào cao điểm lịch sử đế quốc Mỹ đang ồ ạt đưa quân đội vào xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Binh chủng đặc công có 9 năm đánh Mỹ nhưng đã góp phần xứng đáng xây dựng và tô thắm truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tiểu đoàn 28 đặc công đã góp phần xây dựng truyền thống sư đoàn 7 hai lần anh hùng. Đoàn kết anh hùng thắng Mỹ và đoàn kết anh hùng thắng quân xâm lược. Tiểu đoàn 28 xây nên truyền thống đoàn kết anh hùng sáng tạo, đánh thắng, được dân tin, bạn mến, quân thù khiếp sợ. Những cựu chiến binh của tiểu đoàn 28 đặc công qua các thời kỳ 1967,
1978, theo danh sách đến ngày 22 tháng 12 năm 2009, còn lại hơn 130 người, với ý tưởng mong muốn viết tóm tắt lịch sử tiểu đoàn 28 đặc công và ghi công 582 anh hùng liệt sĩ của tiểu đoàn 28. Danh sách này thực tế còn thiếu nhiều vì các đồng chí còn sống là nhân chứng lịch sử, là đồng đội người cùng thời, cùng trận đánh, đã cung cấp họ tên những đồng chí hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được cơ quan chính sách Phòng Chính trị Sư đoàn 7 cho danh sách liệt sĩ của tiểu đoàn. Nhưng thực tế còn thiếu, còn một số anh em không có tên trong danh sách liệt sĩ tiểu đoàn 28 đặc công sư đoàn 7. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 28 đặc công mãi mãi không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ của tiểu đoàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để hôm nay chúng ta có được cuộc sống trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Cách đánh đặc biệt của tiểu đoàn 28 đặc công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1967-1975, với truyền thống của bộ đội đặc công, đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí sáng tạo, đánh hiểm thắng lớn. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với cán bộ chiến sĩ đặc công nhân ngày thành lập binh chủng đặc công ngày 19 tháng 3 năm 1967. Đặc công, tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt. Cái gì cũng đặc biệt với đặc công. Chữ đặc biệt quán xuyến tất cả từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh cũng như lúc về. Bộ đội binh chủng đặc công hoạt động ở chiến trường miền Nam nói chung và tiểu đoàn 28 đặc công sư đoàn 7 nói riêng đều thực hiện vận dụng đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với hình thức cách đánh đặc biệt như sau. 1. Mục tiêu đã đánh. Đánh vào căn cứ, cứ điểm hậu cần, kho tàng quân sự, hậu phương, xào huyệt kiên cố của địch. Đánh vào sân bay, trận địa pháo, bãi xe tăng, cụm địch, hải quân, lục quân địch. Đánh vào căn cứ sở chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn, chiến đoàn, sư đoàn và sở chỉ huy tiền phương quân đoàn Mỹ ngụy Sài Gòn. 2. Thời gian. Chủ yếu đánh về ban đêm, vận dụng những đêm không có trăng, tối trời. 3. Hình thức đánh. Đánh mật tập là chủ yếu. Đánh tập kích, phục kích, đột nhập diệt ác ôn, thám báo, phản động, hỗ trợ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân cơ sở địa phương. 4. Phương tiện. Chủ yếu là thủ pháo tự gói, loại thuốc nổ TNT và thuốc nổ hợp chất C4 trọng lượng từ 0,25 đến 0,55 kg, có loại 1 đến 2 kg. Tùy từng mục tiêu, loại bộc phá lệnh để đánh vào giờ chỉ huy, lỗ châu mai, ụ pháo lớn, có khi 2 đến 5 kg, loại bộc phá khối và bộc phá ống đánh mở cửa cho bộ binh xung phong bằng bộc phá ống nối liên kết từ 2 đến 12 quả hoặc hơn, mỗi quả khoảng 5 kg trở lên. Tất cả các loại bộc phá là vũ khí của người chiến sĩ đặc công. Người vào đánh trận phải tự gói buộc và tra lắp kíp nổ để đánh hiệu quả. Mỗi chiến sĩ vào trận đánh thường mang 10 đến 12 quả thủ pháo. Chiến sĩ mang súng AK có 1 băng đạn, thêm 1 băng buộc ép sau để dự phòng, chủ yếu đánh thủ pháo. Một tổ chiến đấu 3 đến 4 đồng chí thì có 1 đồng chí mang súng AK, một mũi có từ 7 đến 12 đồng chí mang theo 1 đến 2 súng AK và 1 đến 2 hỏa lực B40, B41. Hỏa lực đi cùng chủ yếu súng B40 hoặc B41 và hỏa lực A72 thu được của địch để đánh địch. Hiệu quả bắn như B41 của ta, nhưng một khẩu là một quả đạn, bắn xong vứt bỏ súng luôn vì hết tác dụng. 5. Chỉ huy. Cấp nào chỉ huy thì cấp đó trực tiếp đi trinh sát, điều nghiên nắm địch. Sau đó trực tiếp dẫn đầu đội hình, mũi, hướng, luồn sâu, ém sát, đánh vào căn cứ trận địa, xào huyệt, hậu cứ, cụm địch. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
tiểu đoàn 28 đặc công có 32 cán bộ tiểu đoàn và tương đương giữ chức vụ cán bộ tiểu đoàn hy sinh, chiếm tỷ lệ hơn 44% số cán bộ tiểu đoàn hy sinh trong chiến đấu. 6. Nguyên tắc chiến thuật, cách đánh của đặc công. Qua thực tế chiến đấu ở một số trận đánh lớn như Hớn Quản, Đồng Dù, Núi Cậu, Thiên Ngôn, Téc Ních, Lai Khê, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bình Long, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát đều tương tự phải thực hiện cơ bản nguyên tắc chiến thuật, cách đánh như sau. Tổ mở cửa là yếu tố then chốt và quyết định thắng lợi cho trận đánh, là tổ đi đầu, luồn vào, đảm bảo đặc biệt bí mật, dò gỡ các loại mìn sát thương và chiếu sáng, cắt cuốn hàng rào kẽm gai thành lối cho đội hình tiến vào mục tiêu bên trong. Tiếp theo là tổ mũi đánh vào các mục tiêu ở trung tuyến luồn sau tổ cửa mở. Sau cùng là tổ mũi thọc sâu, luồn vào sau tổ mũi trung tuyến làm nhiệm vụ quan trọng nhất, đánh vào các mục tiêu quan trọng, sở chỉ huy, khu trung tâm, thông tin của địch, đảm bảo đánh một phá lệnh báo hiệu giờ dê mở màn cho toàn trận đánh, là lúc các chiến sĩ đặc công đồng loạt lao lên đánh vào các mục tiêu theo quy định. Trận đánh kéo dài khoảng hơn 10 phút, có khi vài chục phút để đánh tiêu diệt cho xong, cho hết các mục tiêu như đã được phân công trên sa bàn ở hậu cứ. Theo quy định, tổ chức rút thứ tự quân theo nguyên tắc, bộ phận vào trước thì ra sau, bộ phận vào sau thì ra trước. Bộ phận ở bên ngoài là nơi tập kết cách hàng rào thứ nhất của mục tiêu đánh căn cứ khoảng 50 đến 150 mét, cùng bộ phận chỉ huy liên lạc, cứu thương, tổ phẫu, bộ phận làm công tác thương binh tử sĩ cho trận đánh. Thông thường, mỗi khi anh em trực tiếp vào đánh thì bộ phận này đào từ 2 đến 10 hố mộ tùy theo số người vào tham gia trận đánh để sẵn sàng nếu có tử thi thì chôn cho anh em tại tọa độ gần hàng rào, lô cốt địch ở khu vực trận đánh và xóa dấu vết đảm bảo an toàn cho anh em và trận đánh tiếp theo. Anh em vào trận đánh phải trút bỏ quần áo dài để ở nơi tập kết, chỉ mặc quần sơ líp và đội mũ vải đặc công màu xám chít tóc. Về hóa trang, anh em tự hóa trang cho nhau trên mình cho phù hợp màu của địa hình từng trận đánh. Chủ yếu là than và lá cây rừng trộn lại, giã nhỏ rồi xoa vẽ lên toàn thân cho những chiến sĩ đặc công vào trận đánh. Đến giờ dê là giờ quy định đánh bộc phá lệnh, nổ vang, làm hiệu lệnh tấn công cho toàn trận đánh, tiếng nổ như bom rội giữa đêm vắng, làm hiệp đồng chiến đấu cho các chiến sĩ đặc công đã ém sát mục tiêu được phân công, đồng loạt lao lên, giật nụ xòe, đánh thủ pháo, như mưa bom rội, và pháo kích ầm ầm làm rung chuyển cả căn cứ. Các chiến sĩ đặc công đánh liên tiếp tiêu diệt các mục tiêu. Khói đen của thủ pháo trùm lên như chiếc nấm đen khổng lồ và lửa cháy đỏ rực bao trùm lên khu trung tâm chỉ huy và thông tin của địch. Các nhà lính, máy bay, xe tăng bị tiêu diệt. Các nòng pháo dài bị gãy nát gục xuống do thủ pháo của ta đánh vào nổ giữa nòng. Các cánh cửa nhà lính đổ nát, mái tôn bật rơi tung tóe. Không có tiếng hô xung phong, tất cả đều im lặng, đánh theo hiệp đồng. Nở hoa trong lòng địch. Có mục tiêu bị đánh nhồi liên tiếp 2-3 quả thủ pháo, đánh bồi, đánh nhồi 2-3 lần để tiêu diệt sinh lực địch. Chỉ có tia chớp giật nụ xòe thủ pháo, sau đó là tiếng nổ kinh hoàng như bom pháo dội vào các mục tiêu trong căn cứ cụm địch. Khoảng sau hơn 10 phút, các chiến sĩ đã đánh hết cơ số thủ pháo đem theo vào các mục tiêu. Đội hình tổ chức lui quân, thứ tự tổ mũi thọc sâu rút ra trước, rồi đến tổ mũi trung tuyến là bộ phận mở cửa, đánh bóc vỏ rút ra sau cùng. Đội hình nhanh chóng đi theo một con đường khác để bí mật an toàn về căn cứ. Khi chúng ta rút đi được khoảng 1 km, bọn địch còn lại mới hoàn hồn, bắn pháo sáng lên. Thông thường là màu đỏ để kêu cứu chi viện. Pháo nòng dài các nơi chi viện bắn xung quanh vòng ngoài căn cứ để phản công lại ta, nhưng đã muộn.
số phận của những tên chỉ huy cùng binh lính và nhiều phương tiện chiến tranh của địch đã bị tiêu diệt và phá hủy hoàn toàn. Từ hình thức trên đã cho bài học kinh nghiệm xương máu là nguyên tắc cách đánh của bộ đội đặc biệt tinh nhuệ tiểu đoàn 28 đặc công. Đặc biệt, đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ, luồn sâu, ém sẵn, ém sát các mục tiêu. Lấy ít địch nhiều, đánh nở hoa trong lòng địch, đánh hiểm thắng lớn. Đánh vào xào huyệt, căn cứ hậu cứ của địch và các mục tiêu được phân công. Đánh vào mọi đối tượng và phương tiện chiến tranh của địch bằng cách đánh đặc biệt tinh nhuệ của bộ đội đặc công. Binh chủng đặc công, trong đó có tiểu đoàn 28 đặc công anh hùng, đã lập nên chiến thắng vẻ vang, những chiến công đặc biệt oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dân tộc Việt Nam anh hùng. Mãi mãi không quên nghĩa tình đồng đội. Buổi họp mặt cựu chiến binh tiểu đoàn 28 đặc công anh hùng năm 2013. Ngày 28 tháng 6 là nơi thờ phượng 582 liệt sĩ của tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Buổi sáng mùa mưa nhưng trời trong mát và không mưa làm cho không khí buổi họp mặt được nhân lên sự ấm cúng vui vẻ của nghĩa tình đồng đội. Đặc biệt có các thế hệ nguyên lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 7, không kể tuổi già, đường xá xa xôi, đã đến dự. Có Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 7, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên phó chính ủy sư đoàn, Trung tướng Dương Công Sửu, nguyên tiểu đoàn trưởng 28 đặc công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phó tư lệnh quân khu 1, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên chính ủy quân đoàn 4, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mão và Đại tá Ngô Hồng Lập, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 7, anh Võ Hữu Minh, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 7, đội nữ du kích Củ Chi và nhiều đại biểu, nhân chứng đã tới dự. Bản báo cáo về hoạt động của ban liên lạc từ ngày thành lập mùng 9 tháng 12 năm 2007 đến nay được đồng chí Nguyễn Tấn Phát, trưởng ban liên lạc, báo cáo và gửi văn bản đến từng đại biểu và các cựu chiến binh dự họp mặt. Tuy chỉ ngắn gọn một trang giấy, nhưng đã toát lên sự nhiệt tình của những cựu chiến binh có tâm, có tầm, vì nghĩa tình đồng đội đã đem lại kết quả đáng trân trọng và ghi nhận. 1. Tổng hợp tư liệu, biên soạn, tổ chức hội thảo lịch sử 4 lần, thực hiện đúng quy trình việc in ấn cho ra cuốn lịch sử tiểu đoàn 28 đặc công 1967-1978 được nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành tháng 10 năm 2011. 2. Tổng hợp thành tích chiến đấu của tiểu đoàn 28 đặc công 1967-1975 và liên hệ 12 địa phương, huyện, thị xã có văn bản hiệp y đồng thuận đề nghị phong tặng tiểu đoàn 28 đặc công anh hùng. Đã thực hiện đúng quy trình các bước. Ngày 30 tháng 1 năm 2011 được Chủ tịch nước ký quyết định số 163 CTN phong tặng tiểu đoàn 28 đặc công anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.